Bán đất, xây nhà lầu. Xem nào, lắp cái ao kia đi, rồi xây cái nhà 4 tầng. Sau đó làm vườn cây với đủ loại cây cảnh. Nhà mình khác gì ở thành phố đâu. Chú Tư à, thím nhắn chú ra đồng cắt nốt đống gốc rạ để gieo mạ cho kịp thời vụ. Bác vừa đi cày về đấy à? Ừ, tôi cày nốt thửa ruộng để còn cấy, tranh thủ lúc họ tháo nước vào ruộng. Em thật không hiểu bác đấy. Tiền đền bù đất của nhà bác tính hàng tỷ ấy, ăn cả đời còn trả hết. Sao bác cứ phải khổ sở thế nhỉ? Ôi trời, miệng ăn thì núi lở, tiền tỷ mà không biết tiết kiệm chắc bớt thì cũng hết. Mình là nông dân, sống nhờ đất. Giờ người ta lấy hết đất rồi thì biết làm gì để kiếm sống. Phải biết tiết kiệm chứ chú. Hồi xưa bố mẹ đã dạy anh em mình thế rồi còn gì. Bác nói thế nào chứ, tiền ấy ăn xài đến hết đời bác mà sao hết được. Bác về lo xây nhà, sắm sửa trang hoàng nhà cửa, rồi hưởng thụ cuộc sống đi thôi. Tôi nghĩ nhà có ít người, xây cái nhà vừa đủ thôi. Sau đó dành tiền gửi tiết kiệm cho các cháu ăn học. Tôi và nhà tôi sẽ làm thêm nghề tráng bánh, trang trải sinh hoạt phí hàng ngày. Đúng là mãi chả thoát khỏi cái lũy tre làng. Bác mãi không thoát được cái tư tưởng trồng lúa. Thế này á thì bao giờ làng mình mới thành phố được. Vâng, tôi cứ ăn chắc mặc bền vậy. Chú ra đồng giúp thím đi, tôi về đây. Đúng là hai lúa, quê một cục. Giờ có tiền thì phải thay đổi phong cách đi chứ. Hôm nay xã mở lớp dạy nghề cho bà con. Ông không đi học hả? Sao mà phải học? Học cái nghề sửa xe máy á, rồi dầu mỡ bám tay cả ngày. Giờ nhà mình có của ăn của để rồi, sao phải khổ chứ? Phải lo xa chứ ông. Mà mấy cái cây cảnh mấy trăm triệu ông sắm thế kia lãng phí quá. Mấy cái đó không cần thiết. Bà đúng là sướng mà không biết đường hưởng. Hay chết có mang tiền đi được không? Hưởng thụ đi. Đó, mình xem, bác năm chăm chỉ thế kia chứ ai như mình. Sao hai anh em ruột mà tính tình khác nhau thế chứ? Cái lão gàn dở, tiền có chất đóng còn không biết đường hưởng thụ. Ông thật là. Ông Tử ơi, có nhà không? Ông cứ đàn đúm tụ tập với mấy lão lông bông ấy đi, chẳng hay ho gì đâu. Tôi xin ông cứ cờ bạc suốt ngày, rồi có ngày của nã đổ nón ra đi hết. Ơ hay, bà có thú vui của bà, tôi có thú vui của tôi, lằng nhằng. Thôi tôi đi đây. Mình về rồi à? Đừng có động vào tôi, lần nào cũng thua, rõ chán. Trời ơi, ông sao lại đổ đốn ra thế này hả trời? Lỗ những gần một nửa, đúng là bọn cắt cổ người. Thôi, hôm nay phải gỡ bằng được cho bỏ tức. Đấy, tôi nói có sai đâu. Ông không chịu làm ăn, chỉ ham cờ bạc. Giờ thì... Bà có im đi không? Hôm nay tôi quyết chơi quả to để lấy lại tất cả. Bà khóc lóc thế đen đủi lắm. Tránh ra. Ông Tư, số tiền ông nợ chúng tôi đã quá hạn một tuần rồi. Giờ ông tính sao đây? Tôi chưa có tiền trả. Các anh thư thả cho tôi ít bữa. Anh còn căn nhà này, giờ viết giấy gán nợ đi. Không được, đây là mảnh đất hương hỏa ông bà để lại, tôi không thể bán nó. Ông định giở trò à? Có chuyện gì thế? Các anh đánh người, tôi báo chính quyền đấy. Ông hỏi nó xem. Vay nợ chồng chất không có tiền trả,
bảo gán căn nhà thì không chịu. Chúng tôi còn phải làm ăn chứ. Thôi các anh cứ về đi, rồi sẽ có tiền trả cho các anh mà. Bác, em lấy đâu ra tiền mà trả? Chú yên tâm, tôi có một ít tiền tiết kiệm, sẽ cho chú mượn để trả nợ. Còn căn nhà này thì nhất định không được bán. Được, cuối tuần chúng tôi sẽ trở lại. Đội ơn bác nhiều lắm. Em thật không phải vì trước nay cứ dè biểu khinh thường bác. Đúng là có tiền mà không biết tiết kiệm, ăn chơi hoang phí thì cuối cùng cũng sản nghiệp thôi. Anh em ở trong nhà mà, chú còn khỏe, còn làm được việc thì không lo đói. Từ mai, nếu như chú không chê á, thì sang học nghề tráng bánh đa với tôi, rồi gây dựng lại từ đâu. Cảm ơn bác, bác đã cứu sống em rồi. Gái rượu. Gái rượu của bố ơi, vào bố bảo này. Dạ, bố gọi gái rượu ạ. Gái rượu cầm lấy tiền chạy sang nhà bà Tám, bảo bà bán cho bố hộp bánh bông lan về thắp hương mẹ nhé. Dạ, gái rượu đi ngay. Bà Tám ơi, bà Tám. Ôi, gái rượu của bố Phúc đấy à, cháu sang mua gì thế? Bà bán cho cháu một hộp bánh bông lan. Hôm nay dỗ mẹ hả cháu? Vâng ạ. Của cháu đây. Cháu cảm ơn bà. Ai vậy mẹ? Con dâu à, cái gái rượu nhà ông Phúc vừa sang đây mua đồ về thắp hương mẹ nó ấy mà. Gọi là gái rượu luôn hả mẹ? Đấy là biệt danh bố nó đặt cho nó đây, chứ tên thật của nó là Hạnh. Nó thích mọi người gọi là gái rượu lắm. Công nhận bố con bé nghĩ ra biệt danh này hay thật. Bố ơi, bố kể cho con nghe về mẹ đi. Từ lúc sinh ra con chưa được gặp mẹ. Mẹ con là một người phụ nữ đảm đang, lo toan gánh vác mọi việc trong gia đình. Chỉ tiếc là ông trời đã mang mẹ con đi quá sớm. Bố có yêu mẹ con không? Bố yêu mẹ như yêu con bây giờ vậy. Con vẫn luôn tò mò, sao bố gọi con là gái rượu? Có phải trước mẹ còn sống, bố rất thích uống rượu phải không? Không phải thế đâu con à. Bố yêu thương con nên bố mới gọi con là gái rượu con gái à. Bố ơi, sau này lớn lên, cho dù lấy chồng, con cũng nhất định sẽ thường xuyên về phụng dưỡng bố, chăm sóc bố lúc về già. Gái rượu ngoan lắm. Chú ngồi nghỉ một lát đi, chúng cháu còn lâu mới xây hết chỗ vữa này. Vậy chú nghỉ một lát nha. Đáng lẽ tầm tuổi như chú, người ta nghỉ ngơi bên con cháu rồi. Mà con gái chú đi học bên Nhật thế nào rồi, bao giờ mới về? Cháu nó vẫn khỏe, còn 2 năm nữa là về cháu à. Có con đi du học nước ngoài tự hào bác nhỉ. Vất vả một tí, nhưng sau này nó về nước công thành danh toại, rồi đến lúc đó bác tha hồ mà hưởng phúc. Ôi, nuôi con là nghĩa vụ của bố mẹ mà các chú. Chỉ mong sao cho đời con nó đỡ khổ hơn đời mình là mãn nguyện các chú ạ. Bác cứ nói thế. Một thời gian sau. Gái rượu. Gái rượu ơi. Vâng vâng, có gì em gọi lại ạ? Bố thì con lớn rồi mà, bố gọi con là Hạnh đi. Hôm nọ con đưa bạn về quê, bố cứ gọi con là gái rượu hoài, nghe ngượng chết đi được. Vừa nãy khi con đang nghe điện thoại, bố gọi thế không biết người ta có nghe thấy không nữa. Bố xin lỗi. Bố vẫn quen gọi con như lúc con còn ở nhà. À bố này, con đang nghĩ có khi con quay lại Nhật làm việc. Con mới về nước được có mấy tháng lại tính đi sao? Con định đi bao lâu? Con nghĩ rồi bố ạ. Ở bên Nhật con mới phát triển sự nghiệp được. Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Vâng, mà vừa nãy bố gọi con có chuyện gì ạ? Bố nhờ con vào nhà bà Tám mua hộp bánh bông lan về thắp hương mẹ ấy mà. Vâng. Con mới về cũng chưa vào nhà bà Tám chơi. Con đi luôn ạ. Bà Tám ơi. Cháu là Hạnh đây bà. Bà không nhận ra cháu sao? Hạnh nào nhỉ? Cháu là Hạnh con bố Phúc nè bà. Ngày trước hay sang nhà bà mua bánh bông lan đó. Gái rượu phải không?
Cháu về rồi hả? Cháu cứ nói là Hạnh, bà chả biết là ai. Thì tên thật của cháu là Hạnh mà bà. Bây giờ cháu lớn rồi, không gọi là gái rượu nữa. Gớm, mới đi du học có mấy năm mà kêu lớn. Ngày trước không phải lúc nào cháu cũng một câu xưng gái rượu, hai câu gái rượu đó thôi. Rồi cả bố cháu nữa, đi đâu cũng khoe gái rượu của tôi thế này, gái rượu của tôi thế kia. Dạ, bố cháu hay nói về cháu với mọi người vậy sao? Ừ, bố cháu hãnh diện về cháu lắm đó. Thế nào, đi du học về đã báo đáp cho bố được cái gì chưa? Dạ, cháu... Bố cháu vì cháu mà vất vả lắm đó. Bà nói cháu nghe nè. Dạ. Hiếm có ai được như bố cháu gái rượu à. Phận gà trống nuôi con đã vất vả, thế nhưng ông ấy không bao giờ than vãn với ai, lúc nào cũng chịu đựng một mình. Nhớ hồi mẹ cháu mới mất, nửa đêm ông ấy một mình bế cháu ra trạm xá. Rồi những ngày cháu đi học nữa, ông ấy phải vất vả đi phụ hộ, nắng mưa cũng không nghỉ, về nhà vẫn lo toan việc nhà đầy đủ, từ con lợn, con gà, để kiếm tiền gửi cho cháu. Bây giờ ông ấy cũng có tuổi rồi, đã đến lúc cháu nên bù đắp lại công lao của ông ấy, cháu à. Bà ơi, cháu biết cháu phải làm gì cho bố cháu rồi. Gái rượu ơi, mày đã thay đổi thật rồi. Mày đã khiến bố phải vất vả vay mượn khắp nơi để đi du học bên Nhật. Vậy mà chưa kịp báo đáp được gì cho bố, thì mày lại định rời bỏ quê hương để làm giàu xứ lạ, phục vụ cho những tham vọng ích kỷ. Bố, gái rượu xin lỗi bố. Gái rượu sẽ không đi sang Nhật nữa đâu. Gái rượu sẽ ở nhà phụng dưỡng bố. Ba cần gì hơn? Ông Nhàn ơi, tôi đây, có việc gì thế? Bưu chính xã nhắn ông xuống nhận tiền con trai cả gửi về kìa. À ừ, tôi biết rồi, cảm ơn ông nhé. Gớm, sướng nhất nhà ông, có cậu con trai cả thành đạt, giỏi giang, lại hiếu đạo. Thôi tôi về đây, chào ông. Ba, anh hai gửi tiền hả ba? Thế anh có nói khi nào về không ba? Không con à, hay con thử gọi hỏi anh xem sao. Vâng, để con gọi luôn. Anh hai à, em và ba vừa nhận được tiền anh gửi rồi. Thế à, em và ba muốn mua cái gì, ăn cái gì thì cứ mua đi nhé. Đừng có tiết kiệm quá, đồ gì tốt cứ mua. Dạ em biết rồi, thế anh đang làm gì đó? Anh đang làm. Anh ơi, cuối tuần này anh có về thăm ba được không? Ba bệnh hay sao? Anh thì bận lắm. Nhưng nếu như ba không khỏe, cứ nói với anh. Anh sẽ về đưa ba đi bệnh viện. Không, ba không bệnh. Vậy để lúc khác anh về. Thôi anh làm việc đã nhé. Ba ơi, anh nói anh bận không về được. Ba biết rồi. Ăn nhiều đi con. À đúng rồi, cuối tuần này nghỉ lễ 4 ngày, cả nhà đi du lịch đâu đó đi. Mình tranh thủ về quê chơi thăm ba đi. Cả năm nay mình chưa về lần nào, ba và cô Út cứ nhắc suốt. Không mấy khi được dịp nghỉ lễ vài ngày, về quê chỉ quanh quẩn trong nhà buồn lắm. Nghỉ lễ với ba cho ba vui mà em. Ở nhà đã có cô Út rồi, mình thường xuyên gửi tiền về biếu ba, là ba và cô Út vui rồi. Ở quê có ai được như thế đâu. Không mấy khi nghỉ lễ vài ngày, nhà mình đưa con đi du lịch một chuyến cho biết đây biết đó. À, đi du lịch, thích quá. Được rồi, thế cả nhà muốn đi du lịch ở đâu đây? Cả hai mẹ con cười tươi lên nào. Đó, anh thấy chưa? Cả nhà đi chơi thế này có phải vui không? Thế mà anh bảo về quê thì chán chết. Alo, cô Út à? Anh ơi, ba bị đột quỵ, đang ở trong viện cấp cứu, anh về ngay đi. Hả? Ba, sao ba lại? Được rồi, anh sẽ về ngay. Cô Út, ba sao rồi? Anh chị về rồi đó hả? Ơn trời, bác sĩ vừa bảo ba đã qua cơn nguy hiểm, nhưng ba cần yên tĩnh để hồi sức, đến chiều mới được vào thăm anh à. May quá, anh chị đã lo sốt vó lên. Em ra ngoài xe lấy chỗ thuốc và nhân sâm vào đi, tiện thể mua nước cho con uống luôn. Nó kêu khát suốt dọc đường. Vâng, đi thôi con. Bà sao ba lại để đột quỵ vậy?
sao em không để ý chăm sóc ba chu đáo một chút? Anh đã dặn nhiều lần rồi, có cái gì tốt nhất cứ mua mà dùng. Anh đã gửi tiền về, chỉ để cho cô và ba được sống đầy đủ, đàng hoàng. Thế mà... Anh à, anh đã không hiểu. Anh có biết mấy ngày nghỉ lễ, đã mấy đêm liền ba mất ngủ, cứ hay nhắc tới anh. Thấy con cháu họ hàng người ta về rất nhiều, mà không thấy anh về, ba nhớ và buồn nhiều lắm. Cứ như thế mấy đêm không ngủ, sức khỏe yếu nên mới... Anh à, điều thật sự mà ba chúng ta cần không phải là tiền đâu anh à. Tiền anh chỉ gửi về, em và ba cũng chẳng có việc gì tiêu tới, vẫn còn nguyên trong tủ. Mấy sào ruộng ở quê và tiền công bay của em cũng đủ cho em và ba sống đầy đủ với mức ở quê rồi. Ba luôn chỉ cần được nhìn thấy các con về thăm sum vầy, vui vẻ thôi. Anh thật bất hiếu. Ba ơi, tha thứ cho con. Lừa xám và lừa vằn. Anh ở đây không? Ăn ở đâu mà chả được? Anh nói hay nhỉ, đây là chỗ của tôi. Từ trước đến nay vẫn thế rồi còn gì. Anh ăn của người khác mà không thấy xấu hổ à? Có gì mà phải xấu hổ chứ. Chả lẽ ông chủ cho anh ăn, còn tôi thì nhịn à? Vô lý. Ra ngay, đồ lì lợm. Đừng tưởng tôi sợ anh nhé. Ấy ấy, cùng là chỗ hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Việc chi mà các anh phải hung dữ với nhau như thế? Hôm nay phải cho biết tay ta. Được, có vợ thì xem ai thắng ai. Dừng tay lại, đừng đánh nhau nữa. Ôi, ôi. Lại chuyện gì nữa đây? Dừng tay lại, dừng lại ngay. Trời ơi, cho ăn đến tận miệng rồi còn lại phá nữa hả? Hôm nay phải cho chúng mày chừa đi mới được. Để xem chúng mày còn chành chọe nhau đến bao giờ. Giờ thì đã có hai bó cỏ rồi. Mỗi đứa một phần, khỏi tranh giành. Phải đó. Để tôi ăn một miếng đã chứ. Anh đang làm cái gì thế? Còn lâu nhé, tôi phải ăn trước đã. Tất cả là do anh gây ra cớ sự ngày hôm nay, nên tôi mới phải chịu hình phạt nè. Anh còn định đổ thừa cho tôi. Không phải do anh lớn tiếng trách cứ tôi trước sao? Tôi còn mới ăn chưa hết được hai miếng cỏ. Thật bất công, nếu anh được ăn cỏ, còn tôi phải chịu đói. Thế thì cứ kéo đi. Trước mặt là cả hai máng cỏ đầy, mà sao các cháu lại phải chịu đói thế này? Nhưng bạn ấy cứ kéo cháu lại mỗi khi cháu tới gần máng cỏ của mình. Sao hai đứa lại cứ phải đi về một phía? Thế chẳng khác gì thích cổ nhau lại. Sao không nghĩ cách đơn giản hơn là hai đứa cùng ăn hết phần cỏ này, rồi lại sang phần cỏ khác, dễ dàng biết bao? Ồ, đúng rồi, hay quá, chúng ta làm thử xem. Ha ha ha.
vậy thì ra không nên tranh giành nhau nữa, mà phải cùng nhau hợp sức cậu ạ. À, đúng vậy, chúng mình mà hiểu sớm thì đâu phải đánh nhau sức đầu mẻ tráng, lại còn bị đói cả đêm nữa chứ. Cô nàng Lisa. Cô ấy đẹp quá, trông cô ấy thật kiều diễm. Mình đoán là nhà cô ấy rất quyền quý. Trông mình vừa xinh đẹp, dáng dấp lại kiêu sa, đài cát. Giá mà có nhiều tiền mua đồ hàng hiệu, nữ trang đắt tiền nữa, thì nhất định không có cô gái nào trong thành phố này sánh nổi với mình. Đáng tiếc là mình chẳng lấy gì làm giàu có. Xinh đẹp như mình, đáng ra phải ở trong một gia đình quý tộc, giàu có mới đúng chứ. Cuộc đời thật bất công. Sao cơ, cưới cậu sao? Vậy à? Ừ, nhất định mình sẽ tới. Ừ, hẹn gặp lại cậu nhé. Làm sao bây giờ? Julia mời cưới. Cô ấy là con gái của thị trưởng, nhà giàu như thế. Hẳn hôm đó mời đến toàn những người sang trọng, quý tộc. Mình biết ăn bận thế nào đến đó đây. Thôi, cái này chắc cũng tạm tạm. Cũng may là mình dành dụm được mấy tháng lương để mua nó. Ôi, thế còn nữ trang, mình biết đeo cái gì bây giờ? Những thứ này toàn đồ rẻ tiền, đến đó toàn giới thượng lưu, người ta sẽ coi thường mình quê mùa. Làm sao bây giờ chứ? À, chị Emma bạn mình rất giàu mà. Hay là mình đến đó mượn nữ trang của chị ấy? Ôi, nhìn bộ sưu tập nữ trang của chị mà em hoa cả mắt, chúng tuyệt quá. Em cứ lựa bất cứ thứ gì mà em thích. Chị Emma, chị có thể cho em mượn cái dây chuyền này được không? Được chứ, em cầm lấy đi. Ôi, em cảm ơn chị nhiều lắm chị Emma. Đúng là ở đây chẳng ai xinh đẹp, lộng lẫy được như mình. Chào quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô khiêu vũ cùng tôi được không? Ừ, được thôi. Ê, bữa tiệc mới tuyệt vời làm sao. Lần đầu tiên mình được đến một bữa tiệc sang trọng như thế. Ôi, chuỗi kim cương đâu mất rồi? Chẳng lẽ rơi ở tiệc cưới rồi sao? Không thể nào, mình phải đi tìm nó ngay. Chuỗi kim cương không thấy đâu cả. Làm sao bây giờ? Nó phải đáng giá mấy chục ngàn đô. Chị Emma sẽ giết mình mất. Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Chị Emma, em thật sự xin lỗi. Đây là số tiền mà em đã đi vay mượn khắp nơi, cũng như bán chiếc xe của mình. Chị cho em được trả trước. Em biết là chừng này chỉ được một phần nhỏ chuỗi kim cương đã mất. Phần còn lại em xin chị cho em được trả dần về sau. Mong chị tha lỗi cho em. Lisa, không sao đâu mà. Nó không phải là kim cương. Nó chỉ là một loại đá lấp lánh thôi em. Emma, chị nói gì cơ? Sao chị giàu có như chị mà cũng dùng loại trang sức rẻ tiền ấy à? Sao lại không chứ? Sao em lại quá quan trọng như thế nhỉ? Chẳng lẽ hôm nọ nếu em biết cái này là đồ giả, em sẽ không mượn nữa sao? Người ta chẳng yêu quý hay tôn trọng ai đó hơn những thứ người đó khoác lên mình đâu. Lisa, em hãy cứ là chính mình, là em cũng rất đẹp rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.